Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng tiếp tục đến với Starter Unit Language Focus. Trọng tâm ngôn ngữ, ở phần này chúng ta sẽ được ôn tập lại kiến thức về have got, có nghĩa là có cái gì. Cấu trúc there is, there are, cộng danh từ số ít và danh từ số nhiều nhé. Em có thể dùng được những cái thông tin này để nói về trường học và các môn học ở trường. Đầu tiên chúng ta đến với cái cụm từ have got, có nghĩa là có. Number one, look at the examples from the dialogue on page 8. What are the he, she, it forms at the word in bold? Hãy nhìn vào những ví dụ từ cái bài hội thoại trang 8. Đâu là cái dạng của những cái từ in đậm với chủ ngữ là he, she, it? Thì chúng ta thấy ở đây, ở những cái ví dụ người ta đưa ra sẵn cho mình là dạng khẳng định affirmative, dạng phủ định negative và dạng câu hỏi của cái cụm have got với các cái chủ ngữ là we, I, rồi they, đúng không? Với những cái chủ ngữ đó thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc khẳng định là we've got must now, tức là sử dụng v, ok, có thể là viết tắt hoặc là viết đầy đủ cũng được. Còn với chủ ngữ là he, she, it, chúng ta sẽ dùng got là viết tắt của từ has. Tiếp theo number 2, he, she, it hasn't got, vẫn không có cái gì. Và number 3, what has he, she, it got, cô ấy, anh ấy nó có cái gì. Number 2, look at the photos, complete the sentences with the correct forms of have got. Hãy nhìn vào những bức tranh, hãy hoàn thành các câu với những cái dạng đúng của động từ have got. Vậy chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta sẽ chia dựa trên cái chủ ngữ kem nhé. Và những cái ký hiệu tích tức là có và x tức là không có. Number 1, corner a school tight. Corner thì không có một cái cà vạt ở trường. Vậy chúng ta sẽ dùng hasn't got. Number 2, cậu ấy có một cái laptop, chúng ta sẽ dùng has got, chủ ngữ số ít là he. Number 3, May and Ola haven't got backpack. Hai bạn này thì không có ba lô, đúng nào, haven't got. Number 4, they haven't got, I'm sorry, they have got, ở trên là các bạn ấy có ba lô, have got, I'm sorry, okay. Ở dưới mới là không có, họ không có laptop thì chúng ta sẽ dùng là haven't got. Number 5, they haven't got good marks, họ không có điểm tốt. Number 6, Connors has got a very good mark, bạn này có điểm tốt. Number 3, write six questions with the correct form of have got and the words in the boxes, then work in pairs, ask and answer the questions. Hãy viết 6 câu với dạng đúng của cái động từ have got và những cái từ trong khung. Sau đó hãy làm việc theo cặp, hỏi và trả lời câu hỏi. Thì đây chúng ta thấy là ở cái cột đầu tiên nó đóng vai trò là chủ ngữ, đúng nào? You là bạn, your friends là bạn của bạn, your teacher, cô giáo của bạn, this class, lớp học của bạn, the school, trường học và this book, cuốn sách này. Interesting, các cái cột này đó là các cái tính từ đi trước danh từ, đúng nào, đi trước danh từ. Interesting là thú vị, nice là tốt đẹp, good là tốt, difficult khó, modern hiện đại, old là cũ. Ở cột số 3 chúng ta có các danh từ này sẽ đi sau tính từ. Science lab là cái phòng thí nghiệm, marks là điểm số. Furniture là nội thất, classrooms, lớp học, exercises, bài tập, teachers, giáo viên, posters, những tấm áp phích. Vậy chúng ta sẽ ghép lại sử dụng cấu trúc là have cộng chủ ngữ cộng got, kèm thêm tính từ và danh từ nhé. Ở đây là 6 câu, sau đó chúng ta sẽ trả lời. Number 1, have you got any interesting posters? Cậu có tấm áp phích nào thú vị không? Thì mình sẽ trả lời là yes, I have, hoặc no, I haven't, các bạn nhé. Number 2, have you got friends? Has your friends got good marks? Những người bạn của bạn thì có được điểm tốt không? No, they haven't. Number 3, has your teacher got any nice posters?
Cô giáo của bạn thì có những cái tấm affix nào đẹp không? Mình sẽ trả lời là yes. Nhưng ở đây là chủ ngữ số ít, chúng ta trả lời he or she nhé. Yes, she has. Number 4, has the class got all furniture? Cái lớp này có đồ nội thất, tức là cái đồ bàn ghế rất là cũ phải không? No, it isn't. It hasn't. Okay, it hasn't. Number 5, has the school got a modern science lab? Trường học thì có một cái phòng thí nghiệm rất hiện đại phải không? Yes, it has. Okay, yes, it has. Number 6, has this book got difficult exercises? Cái cuốn sách này có những bài tập khó phải không? No, it hasn't. Okay, no, it hasn't. Chúng ta còn chuyển đến phần tiếp theo các em nhé. Là kiến thức về there is, viết tắt là there's và there are. Ở đây chúng ta thấy là there is sẽ cộng danh từ, cộng an, cộng danh từ đếm được số ít nhá. Danh từ đếm được số ít. Và there are sẽ cộng danh từ đếm được số nhiều các bạn nhé. Vậy đây chúng ta thấy câu số 4. Complete the sentences, then check the answer in the dialogue on page 6. When do we use any? Hãy hoàn thành các câu bên dưới, sau đó kiểm tra đáp án ở trong bài hội thoại trang 8. Khi nào mà chúng ta sử dụng từ any? Vậy thì đầu tiên chúng ta hãy điền vào đây đã. Câu số 1. A new history teacher. Một giáo viên lịch sử mới. Vậy cộng a ở đây chúng ta sẽ dùng there is rồi các bạn nhé. There is. Có một giáo viên lịch sử mới. Number 2, a thousand students here. Có 1.000 học sinh ở đây. Vậy students là danh từ số nhiều. Chúng ta sẽ đi với there are. Number 3, how many teachers there here? Có bao nhiêu giáo viên ở đây? Teachers là danh từ số nhiều, đi với are. There's a lab in this block. Ở đây chúng ta sẽ dùng là không có. Không có, đúng nào? Không có, không có cái phòng thí nghiệm nào trong tòa này. Thì nó phải tương ứng với cái bài đáp án ở bài hội thoại ở chương 8 cơ. Vậy đây thì chúng ta sẽ dùng là there aren't any. Vậy đây chúng ta thấy any sẽ dùng trong câu phủ định, đúng nào các em? Và theo sau đó là danh từ đếm được số nhiều trong trường hợp này. Number 5, complete the quiz with there are, is there or are there, then answer the questions. Hãy hoàn thành câu đố với there are, is there đảo ngữ trong câu hỏi, hoặc là are there đảo ngữ trong câu hỏi. Sau đó trả lời câu hỏi. Subject quiz, những câu hỏi về chủ đề. Number 1, how many countries in Asia? Có bao nhiêu quốc gia ở châu Á, ở Đông Nam Á, đúng không? Vậy đây chúng ta thấy là sẽ có là chúng ta là country là số nhiều. Câu hỏi chúng ta đảo trợ động từ are lên trước và mình sẽ trả lời như sau. There are 10 countries, okay. Tiếp theo number 2, is there a president in your country? Ở đây a president là danh từ số ít, câu hỏi chúng ta đảo is there. No, ở đất nước của chúng ta không có tổng thống, chúng ta trả lời là no, there isn't. Number 3, 15 players in a football team, true or false? Có 15 cầu thủ trong một đội bóng đá, đúng hay sai? Thế đây cầu thủ số nhiều, câu hỏi chúng ta đảo are there? Và mình sẽ trả lời là no, false, okay. There are 11, chỉ có 11 cầu thủ thôi. Player in a football team, okay. Number 4, any numbers smaller than 0? Có con số nào nhỏ hơn số 0 không? Ở đây số nhiều đảo ngữ, chúng ta sẽ dùng câu hỏi, xin lỗi, chúng ta sẽ đảo trợ động từ lên trước. Are there? Và mình trả lời là yes, there are. Number 5, oxygen in water. Có oxy ở trong nước không? Cái này không đếm được, chúng ta dùng is there. Rồi, và mình trả lời là yes, there is. Okay, yes, there is. There is, okay. Number 6,
Complete the type with the correct forms of be and have got. Hãy hoàn thành bài khóa với dạng đúng của be và have got. Ở đây thực chất là chia động từ các bạn nhé. Our school. Bài này chúng ta sẽ viết về trường học. In our school, there are about 1,000 students. Trong trường của tôi có khoảng 1,000 học sinh. There are 30 classrooms. Có 30 cái phòng học. Chúng ta sẽ dùng số nhiều. There are. And there is a big sport field next to the school. Và có một cái sân vận động lớn ở cạnh trường. Chúng ta dùng there is. Chỉ có nam giới ở đó, học sinh nam ở đó. Chúng ta sẽ dùng there are bởi vì boys đang chia số nhiều. Tiếp theo, there aren't any girls. Không có. Không có nữ, bạn nữ nào. Bởi vì có từ any mà any dùng trong câu phẩm phủ định thôi. Chúng ta dùng aren't. The school has got, đúng không? Trường học thì có một cái thư viện, có một cái phòng thí nghiệm mới. Chúng ta sẽ dùng has got. Trường học số ít chia has. Nhưng mà chúng tôi không có một phòng máy tính, đúng nào? Không có một phòng máy tính. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng là haven't got, bởi vì nó có từ but đối lập lại mà. Chủ ngữ là we dùng haven't. Và không có nhiều máy tính ở trong lớp học, đúng không? Rồi, và không có nhiều máy tính trong lớp học, chúng ta sẽ dùng there aren't. I like the school because there is a good atmosphere. Tôi thích trường học này bởi vì nó có một cái bầu không khí rất là thân thiện ở đây. Number 7, use it, vận dụng. Write a short paragraph, 60 to 80 words about the school, using this, there are, has got, and have got. Hãy viết một đoạn văn ngắn 60 đến 80 từ về trường của bạn sử dụng cấu trúc there is, there are, has got, và have got. Ở đây chúng ta có thể tham khảo đoạn văn trên. Khi giới thiệu về trường, chúng ta sẽ giới thiệu số lượng học sinh, số lượng giáo viên, số lượng lớp học, những cái cơ sở vật chất trong trường, trường có gì và không có gì. Và cuối cùng là bạn có yêu quý trường không và vì sao nhé. Đây là bài mẫu. My school is Chuvan An Secondary School. My school is very clean and beautiful. The teachers and students are very friendly. There are about 800 students and 75 teachers. There are 31 rooms in the school. The classes are beautiful and have got modern equipment. It also has got a big library for us to read books. We have got a science lab and two computer rooms too. There is a big playground in front of the school. I love my school very much. Trường của tôi là trường cấp 2 Chu Văn An. Trường của tôi rất sạch và đẹp. Những giáo viên và học sinh trong trường rất thân thiện. Có khoảng 800 học sinh và 70 giáo viên. Có 31 phòng ở trong trường. Những lớp học thì rất đẹp và có những thiết bị hiện đại. Trường cũng có một thư viện to cho chúng tôi đọc sách. Chúng tôi có một phòng thí nghiệm khoa học và hai phòng máy tính nữa. Có một cái sân chơi lớn trước trường. Tôi yêu trường của tôi rất nhiều. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Sau bài học này, em hoàn toàn có thể ôn tập lại những kiến thức về have got, cấu trúc there is, there are để nói về trường và những môn học ở trường nhé. Hẹn gặp lại các em.